Xin chào tất cả các bạn, mình là Sang và hôm nay mình sẽ nói về phần mềm Maca. Thì trong phần mềm Maca này, nếu như bạn mà truy cập vào bằng một cái tài khoản chính ấy, thì bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy được dashboard, tức là những cái đơn hàng thành công, những đơn hàng trở về và những cái đơn hàng hôm nay của bạn. Thì ví dụ như hôm nay lúc nãy mình mới nhập thủ công nè, tức là mình mới vừa nhập mẫu vào thử bốn đơn thì nó sẽ hiện tổng đơn ở đây ha. Thì các bạn sẽ dễ dàng các bạn truy cập và nhìn thấy ngay cái hiệu quả kinh doanh bán hàng của bạn của ngày hôm nay là như thế nào. Và tiếp đó thì nó còn có một cái biểu đồ, thì cái đây là cái biểu đồ thống kê doanh số trong vòng một tháng, thì nó sẽ hiện những cái cột như thế này. Thì ở đây nó chưa có dữ liệu thì nó chưa có hiện cho bạn. Thì tiếp theo nữa, ngoài cái đó thì chúng ta còn có một cái phần, đó là cái phần danh mục. Thì chúng ta dễ dàng thêm những cái kênh bán, như là ở đây mình đã thêm nè Tiki, Shopee, Sendor, Lazada, và các bạn có thể quản lý hàng trăm thậm chí là hàng ngàn shop trên này cùng chung một phần mềm rất là dễ. Các bạn có thể thực hiện đối soát và quản lý tài chính hết tất cả ở đây. Thì kênh bán mình cho chọn màu để mà khi mà sau này các bạn sử dụng ấy, thì các bạn nhìn một cái là các bạn rất dễ biết được là cái nào của Sendor rồi của Lazada, của Shopee chẳng hạn. Thì Shopee thường là màu cam đúng không, Sendor thì màu đỏ, thì Tiki màu xanh. Thì mình sẽ lấy những cái màu tương ứng với cái sàn để sau này mình dễ dàng nhận biết hơn. Thì ở trong danh mục nó còn có một cái phần là nhân viên. Thì ở trong nhân viên này mình đang làm này, thì mình phân ra một số nhân viên, thì có những cái cấp quản lý, đó là ví dụ như là quản lý cấp 1, quản lý cấp 2, nhân viên kho và nhân viên kinh doanh. Thì ứng với mỗi cái tài khoản nhân viên thì nó sẽ có một cái phân quyền, tức là người ta sẽ có quyền nhìn thấy cái phần dashboard này hay không. Đây cái phần tổng đơn này nè, rồi người ta có quyền nhìn thấy giá gốc hay là phần tài chính lời lãi gì hay không, thì tùy vào nhân viên sẽ thấy được cái điều đó và bạn sẽ dễ dàng phân quyền cho nhân viên của mình. Rồi ở cái phần quản lý đơn nè, thì trong quản lý đơn này nó sẽ hiện cho bạn rất là nhiều thông tin. Thì bạn có thể tìm đơn theo tất cả, có thể tìm theo đơn giao trả về lên đơn hoặc là thanh toán, bạn có thể lọc theo điều kiện như thế này. Và bạn cũng có thể xuất ra cái đơn hàng đó, bạn cũng có thể lọc theo ngày. Và khi mà tìm mã đơn hàng thì bạn có thể tìm theo mã của nó đấy, và tên khách hàng bạn cũng có thể tìm được này, số điện thoại bạn cũng có thể tìm được, ngày nhập bạn cũng tìm được này. Thì bạn tìm trong những cái trường này, ví dụ như có khách hàng gọi đến cho bạn và nói rằng là có cái đơn hàng của bạn nó không ổn, nó gặp vấn đề gì đó, thì bạn cũng có thể hỏi tên khách hàng bạn search, hoặc là bạn search cái ngay cái số điện thoại mà khách hàng gọi. Thì như vậy nó sẽ ra ngay lập tức, nó ra cái đơn hàng của khách mà không cần khách phải nhớ cái mã đơn hàng của khách là gì, rất là khó khăn. Thì đấy, bạn cũng có thể ấn vào trong để mà quản lý đơn hàng. Thì trong mỗi kênh bán thì ấn vào nó như thế này, nó sẽ dẫn tới một cái kênh. Thì ở trong đó chúng ta sẽ dễ dàng lọc ra nó có cái gì, có những cái đơn hàng nào để mà mình xuất ra luôn cũng được ha. Rồi, tới cái phần sản phẩm này. Thì ở đây mình nhập mẫu một số sản phẩm, thì các bạn thấy đó, khi mà quản lý sản phẩm á, chúng ta dễ dàng quản lý được nè, theo mã sản phẩm nè, theo tên nè, loại nè. Cái loại này là để tính tiền tổng kho nha các bạn. Rồi giá bán của cái sản phẩm đó là bao nhiêu, giá min là bao nhiêu, giá min tức là gì? Thì mình có nhiều nhân viên thì nhân viên sẽ dựa vào cái giá min này để mà đăng ký khuyến mãi, tức là cái giá thấp nhất có thể mà nhân viên có thể đăng ký khuyến mãi mà họ không cần phải hỏi ý kiến bạn, không cần phải hỏi là sếp ơi cái sản phẩm này thì em đăng ký giá này có được không? Ấy không cần, chỉ cần nhìn vào cái giá mà từ giá min đổ lên thì cho đăng ký vậy thôi. Rồi giá vốn thì cái này chỉ có mình bạn nè, hoặc là những cái tài khoản quản lý admin 1 thì có thể nhìn thấy giá vốn này, còn lại những nhân viên, nhưng mà nhân viên không có thấy được cái giá vốn này ha. Rồi tồn kho nè, tồn kho là bao nhiêu thì để cho nhân viên biết là cái hàng đó có còn hay không, tiến hành nhập hàng hoặc là không có đăng ký những cái chương trình khuyến mãi. Rồi vị trí làm gì, vị trí để biết được chính xác là cái sản phẩm đó đang nằm ở cái kệ hàng nào, rồi cái tầng máy của kệ đó, rồi bên phải hay bên trái để người ta biết mà người ta tới người ta lấy hàng cho nó chính xác. Rồi thành tiền này là giá trị kho nè, nếu như đem cái tồn kho này nhân với cái giá vốn này nè thì nó sẽ ra cái giá trị thành tiền của giá trị kho. Thì cái lúc mà bạn nhìn vào bạn biết trong kho bạn còn bao nhiêu hàng và ứng với đó thì nó là bao nhiêu tiền. Đây đây là mình làm ví dụ nè, đây mình đang làm ví dụ để nó tính ra được cái ngành hàng là bao nhiêu tiền nè. Đây thì các bạn thấy quản lý ở đây ở cái phần sản phẩm, và cuối cùng là cái phần quan trọng nhất là cái phần tài chính. Thì ở đây mình chưa có nhập đơn hàng và chưa có thực hiện tính toán cho nên là cái phần tài chính nó trống, nhưng mà thật ra khi bạn nhìn vào phần tài chính này bạn sẽ thấy tổng số đơn nè, rồi cái tiền đang giao là bao nhiêu nè, giá vốn bao nhiêu, lời lãi bao nhiêu, rồi tiền thanh toán là bao nhiêu, giá vốn bao nhiêu, lời lãi bao nhiêu ha, tiền trả về, giá vốn, lời lãi nè, mọi thứ nó đều liệt kê ra đây rất là rõ ràng mà bạn có thể lọc theo thời gian nhé. Mình có thể lọc theo thời gian tháng này hay là tháng trước hay là thời gian tuần trước gì đó, thì bạn có thể thoải mái tìm và lọc theo cái này thì nó sẽ ra. Thì đó là những cái
tính năng của phần mềm Maca này. Cảm ơn bạn đã xem cái video của mình nhé. Nếu có những cái thắc mắc hoặc là những cái điều gì mà chưa rõ về phần mềm mà có thể liên hệ ngay với mình bằng cái số hotline trên Maca nhé. Cảm ơn bạn.